Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam không có án oan sai như lời ông Nguyễn Hòa Bình. Suốt cả nhiệm kỳ vừa qua, ngành tòa án Việt Nam đã không để xảy ra trường hợp nào kết án oan người không có tội. Ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân Việt Nam, được truyền thông nhà nước dẫn lời khẳng định như vậy. Và việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp nào kết oán oan người không có tội. Tờ báo của nhà nước Thanh tra đã dẫn lời ông chánh án phát biểu tại một phiên họp đầu năm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước hôm 12 tháng 1 năm 2021. Cũng hôm thứ Ba, báo Tiền Phong dẫn lời ông chánh án Tòa án Nhân dân tối cao báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay trong nhiệm kỳ này, ngành cũng tổ chức xem xét theo đúng tinh thần cải cách tư pháp, với việc thực hiện ngày càng đầy đủ nguyên tắc tranh tụng. Các phiên tòa đã được thực hiện nghiêm chỉ thị của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về việc không hạn chế thời gian tranh tụng, căn cứ vào kết quả tranh tụng để đưa ra phán quyết. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao của Việt Nam trong phiên giám đốc thẩm tuyên án tử hình Hồ Duy Hải. Vẫn còn không ít mà là nhiệm vụ oan sai. Từ Hà Nội vào hôm 12 tháng 1, luật sư Lê Quốc Quân cũng bình luận với đài BBC tại London về nhận định trên của lãnh đạo ngành tòa án của Việt Nam như sau. Đó là phát biểu và quan điểm của ông ấy, còn cá nhân tôi thấy không đúng. Cụ thể, tôi cho rằng vẫn có không phải ít mà là nhiều vụ oan sai. Ngay trong thời gian gần đây, rõ ràng có vụ cặp vợ chồng ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã được chứng minh rõ ràng là oan sai và cả chánh án và thẩm phán bị kỷ luật, báo chí chính thống có đưa tin như vậy. Còn vụ Hồ Duy Hải, Hàn Đức Long, thiên hạ đã bàn quá nhiều, đặt vấn đề về câu hỏi khả năng oan sai. Nhưng nặng nề nhất đối với tôi là vụ Đồng Tâm và các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia gần đây. Theo tôi thì họ thực sự bị oan, từ trong tư tưởng cho đến hành vi. Tư tưởng của những nhóm hoạt động như Hội Nhà báo Độc lập hay nhóm Hiến pháp đều chỉ là mong muốn có một Việt Nam tự do và độc lập hơn. Hành vi của họ cũng nằm trong khuôn khổ quy định của Hiến pháp và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Cho nên, việc kết án những nhà hoạt động như vậy bằng một bản án hình sự theo tôi là oan sai. Cũng từ Hà Nội, luật sư Ngô Anh Tuấn, trưởng phòng luật sư, bình luận như sau. Bây giờ, nếu xét theo tư tưởng và cách thức mà cơ quan điều tra tại Việt Nam tiến hành công việc thì không ai có thể thoát tội được. Cho nên, nếu nói oan sai mà thực sự theo quy định của pháp luật thì có thể là có nhiều vụ việc oan sai, nhưng nếu xác định có oan sai hay không theo cách điều tra, truy tố, xét xử trên thực tế của cơ quan điều tra pháp luật tại Việt Nam thì sẽ thấy như ông chánh án nói là không hề có. Bởi vì kiểu gì các bị cáo cũng phạm tội và kiểu gì họ cũng khai có tội. Như thế, cách thức điều tra này đồng điệu với cách thức lý giải của ông chánh án Nguyễn Hòa Bình về việc là không có oan sai và không tự dưng ông lại phát biểu như thế, bởi vì nó có đồng điệu từ điều tra, truy tố, xét xử như vậy. Đây là hình ảnh các nhà báo độc lập tại Việt Nam trong phiên tòa xét xử sơ thẩm đầu năm 2021 ở thành phố Hồ Chí Minh. Và có gì cần chú ý sửa đổi và cải thiện trong thời gian tới đây? Khi được hỏi có những điều gì cần quan tâm, ưu tiên, cải thiện trong công tác của ngành tòa án ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt là hoạt động xét xử án hình sự, các luật sư nêu quan điểm như sau. Tôi cho rằng tòa án phải độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Mới đây, tôi vô tình gặp lại thẩm phán đã kết tội tôi, luật sư Lê Quốc Quân, người từng là một tù nhân lương tâm, nói. Ông ấy bảo tôi, cậu ngây thơ lắm, cứ ngồi đó mà mong độc lập. 38 năm trong nghề tòa án, tôi chưa xử vụ nào mà không theo ý kiến của Đảng. Như thế có thể thấy ngày càng có nhiều Đảng càng can thiệp mạnh hơn, sát hơn vào từng vụ án. Nhân đây, tôi cũng muốn nói thêm rằng là lãnh đạo ai cũng muốn có thành tích và công việc. Ông chánh án tự nhận những mặt tốt về mình và ngành của ông trong nhiệm kỳ ông lãnh đạo thì không có gì là lạ. Thế nhưng, nhân dân thì luôn có nhận thức và thước đo của riêng mình. Dù ông chánh án có nói tốt bao nhiêu hay tự hoặc được tăng bốc lên bao nhiêu thì những vụ án như Đồng Tâm hay kết án nặng nề các nhà hoạt động mãi mãi theo tôi vẫn là những vết nhơ không thể nào mờ. Rồi còn đó, ngàn năm bia miệng hãy còn chờ. Ông nói tiếp, tôi nghĩ lịch sử sẽ phán xét rõ ràng và công bằng về ông chánh án và những phát biểu hôm nay của ông ấy. Đây là hình ảnh sau khi bị xử phúc thẩm trong vài bị cáo, ông Lương Hữu Phước đã nhảy lầu tự tử ngay tại tòa. Sau đó, tòa án cấp cao đã hủy án để điều tra lại và kết cục là cơ quan điều tra đã quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Lương Hữu Phước. Còn luật sư Ngô Anh Tuấn thì bình luận như sau. Báo chí dẫn lời lãnh đạo ngành toán Việt Nam nói rằng trong nhiệm kỳ, ngành cũng đã tổ chức xét xử theo đúng tinh thần cải cách tư pháp với việc thực hiện ngày càng đầy đủ nguyên tắc tranh tụng. Thì tôi xin bình luận rằng trên thực tế, đây là một ví dụ cho thấy là có khác biệt rất lớn với việc lãnh đạo ngành này tự nhận xét. Trên thực tế có rất nhiều vấn đề, các quy định, pháp luật của nhà nước nói rằng tất cả các nội dung khách quan của vụ án phải được làm rõ tại phiên tòa. Tuy nhiên, trong nhiều phiên tòa hình sự, kiểm soát viên, công tố viên không tranh luận với luật sư khi được đề nghị và không làm rõ sự thực khách quan. Xong kết luận thì tòa án, thẩm phán v.v. lại nghe viện kiểm sát viên, công tố viên. Nếu đúng quy định hai bên tranh luận, tranh cãi, bên nào không phản biện ý kiến của bên kia thì phải ghi nhận ý kiến của bên kia. Nhưng mặc dù không tranh luận với ý kiến của luật sư mà ý kiến của viện kiểm sát lại được ghi nhận. Như thế thì có đúng tinh thần cải cách tư pháp và thực thi pháp quyền hay không? Hay chỉ đem luật sư ra làm một hình thức biểu diễn, bình phong để nói rằng là đã xét xử công bằng khi có sự hiện diện của pháp luật. Cho nên có thể thấy rằng pháp luật có quy định trên giấy tờ, nhưng người ta đã không hoặc chưa bao giờ thực thi nghiêm túc trên thực tế, trừ những vụ án mà không có việc chạy trọt hay trừ những vụ án chính trị. Trong các vụ án đó, phần nào có tính dân chủ, khách quan có sự phát huy, nhưng gần như hầu hết trên thực tế là không có sự phát huy như luật pháp đã quy định, chưa hay không được làm rõ. Thành ra chúng tôi vẫn hay nói rằng tòa án Việt Nam mới chỉ chạy loanh quanh sự thật thôi, chứ chưa thực sự cần công lý và sự thật. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Chấn, người đã ngồi tù 10 năm về tội giết người trong vụ án oan sai xử ông trung thân. Cũng vào hôm thứ Ba, tờ báo pháp luật của Thành phố Hồ Chí Minh tường thuật báo cáo của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định với Quốc hội Việt Nam về thành tựu và ưu điểm của ngành trong nhiệm kỳ của ông như sau. Theo Chánh án, việc quán triệt và triển khai kịp thời nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội, hoạt động của hệ thống Tòa án Nhân dân trong thời gian qua tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác. Các tòa án đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản mà các nghị quyết của Quốc hội đề ra. Một số lĩnh vực tuy chưa đạt được theo yêu cầu nhưng đã có những tiến bộ rõ nét. Chẳng hạn, các tòa án đã làm tốt và đẩy mạnh tranh tụng tại tất cả những phiên tòa xét xử, thực hiện nghiêm nguyên tắc thẩm phán, hội thẩm, xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành 2 thông tư quy định về phòng xử án và quy chế tổ chức phiên tòa. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tường trình như thế. Trả lời Đài Tiếng nói AFA từ Sài Gòn hôm 12 tháng 1, luật sư Phạm Công Út thì nhận định như sau. Nói là không có án oan là nói theo kiểu chủ quan của ông Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Nếu nói nhiệm kỳ của ông Chánh án Nguyễn Hòa Bình thì tôi thấy có ông Nguyễn Văn Võ và bà Nguyễn Thị Thường ở huyện Tuy Đức là hai vợ chồng đều bị oan. Ngành tòa án phải xin lỗi và vừa rồi phải tạm ứng tiền bồi thường và đang trong quá trình giám định thiệt hại, thương lượng bồi thường. Đó là việc tôi biết và có trực tiếp tham gia trong việc bồi thường án oan. Cũng theo luật sư Phạm Công Út, ngoài ra còn có rất nhiều vụ án oan khác trên báo chí hoặc không trên báo chí mà ông không nắm rõ chi tiết. Ông nói tiếp. Như vậy, nói không có án oan là không đúng. Tại vì việc ông bà Võ, bà Thưởng cách đây 2 năm rơi đúng nhiệm kỳ ông Nguyễn Hòa Bình. Do đó, đây là câu hỏi mang tính báo cáo nhưng mà không trung thực. Mà cấp dưới báo cáo không trung thực thì ngân sách ở đâu ra để bồi thường cho những người bị hàm oan đây? Đây là hình ảnh bên trái là Hồ Duy Hải vẫn đang ở tù 13 năm với tội danh giết người trong vụ án giao thớt ở cơ quan điều tra đi mua ở chợ và tất cả các dấu vân tay tại hiện trường đều không phải của Hồ Duy Hải. Bên phải là ông Huỳnh Văn Nén bị tù 17 năm, nay đã được giải oan. Tất nhiên, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cũng là người phê duyệt mức bồi thường hoặc các phương án giải quyết bồi thường. Do đó, không thể nói ông Nguyễn Hòa Bình không biết hay không nghe báo cáo. Ông Nguyễn Văn Võ và vợ là bà Nguyễn Thị Thường ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông vào tháng 10 năm 2018 trong một vụ tranh chấp đất đai bị đưa ra xét xử với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản. Sau đó bị tuyên mỗi người 24 tháng tù, nhưng cho bà Thường được hưởng án treo. Cả hai kháng cáo kêu oan đến ngày 21 tháng 9 năm 2019, cơ quan công an huyện đã ban hành các quyết định đình chỉ vụ án, lý do là đã hết thời hạn điều tra và không chứng minh được bị can đã thực hiện hành vi phạm tội. Đến ngày 5 tháng 6 năm 2020, Tòa Nhân dân huyện Tuy Đức đã phải xin lỗi, cải chính minh oan công khai đối với ông Nguyễn Văn Võ và bà Nguyễn Thị Thường theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Trước đây, tại Việt Nam, tình trạng án oan được nhiều người quan tâm qua các vụ như ông Hàn Đức Long 4 lần bị kết án tử hình dù vô tội. Ông Nguyễn Thanh Chấn sau 10 năm ngồi tù oan mới được hủy 2 bản án kết tội ông giết người. Hay vụ ông Huỳnh Văn Nén, người được xem là duy nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam mang 2 cái án oan. Gần 17 năm ngồi tù oan và chỉ được đình chỉ điều tra sau khi công an tìm ra hung thủ giết người thực sự. Mới đây nhất là vào ngày 12 tháng 10 năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã trao hơn 6 tỷ đồng tiền bồi thường cho các nạn nhân bị hàm oan 41 năm trong vụ án cướp tài sản riêng của công dân. Vụ án oan này đã khiến cả gia đình 8 người bị bắt vào hồi tháng 7 năm 1979 và 2 người đã chết không được nhận bồi thường. Đây không phải là lần đầu tiên Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình báo cáo không có án oan sai trong nhiệm kỳ của ông. Vào ngày 6 tháng 11 năm 2020, khi báo cáo trước Quốc hội, ông đã nói các vụ án hình sự được xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp kết án oan sai người không có tội. Nhưng thực tế ở Việt Nam thì hoàn toàn khác. Họ phải giấu đi để lấy thành tích. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 5 ngày 14 tháng 1 năm 2021 với bản tin Việt Nam không có án oan sai như lời ông Nguyễn Hòa Bình nói. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.